và mình bỏ bỏ chọn cái phương pháp lưu chuyển gián tiếp đi, mình chỉ làm một trong hai thôi. Đối với các cái công ty với báo cáo độc lập ấy thì mình sẽ không dùng lưu chuyển gián tiếp ít, chủ yếu các công ty vừa và nhỏ mình hay dùng lưu chuyển theo phương pháp trực tiếp, còn các cái báo cáo hợp nhất thì hay dùng lưu chuyển theo phương pháp gián tiếp. Em tải cho chị cái file của trên Zalo về laptop nhá. Chị gửi cho em qua Zalo đấy, về laptop này. Dạ. Thì em vào cho chị cái báo cáo tài chính theo mẫu B01A ấy. Tại vì chị thấy năm 2022 các bạn ấy cũng làm theo B01A. Và mình sẽ chọn năm 2023 này mình cũng chọn làm theo B01A. Và mình bỏ bỏ chọn cái phương pháp lưu chuyển gián tiếp đi, mình chỉ làm một trong hai thôi. Đối với các cái công ty với báo cáo độc lập ấy thì mình sẽ không dùng lưu chuyển gián tiếp ít, chủ yếu các công ty vừa và nhỏ mình hay dùng lưu chuyển theo phương pháp trực tiếp, còn các cái báo cáo hợp nhất thì hay dùng lưu chuyển theo phương pháp gián tiếp nhá. Hoặc là các cái công ty mà kiểu có chi nhánh ấy, có các cái công ty mẹ con ấy thì hay dùng phương pháp lưu chuyển gián tiếp này để cho công ty mẹ tập hợp lập báo cáo hợp nhất. Còn đối với công ty như em ấy, thì tốt nhất là cứ dùng với chị theo phương pháp lưu chuyển trực tiếp, và Trivisa cũng ưu tiên phương pháp này, được chưa? Thì cái dữ liệu mà chị gửi qua cho em đấy đó, là chị cũng đã chọn đủ cái bộ ấy theo thông tư 133 ấy. Thứ nhất, điều kiện để lót lên HTKK, điều kiện thứ nhất là trùng mã số thuế nhá. Điều kiện thứ hai là trùng mẫu này, đúng không ạ? Và điều kiện thứ ba là trong này các mẫu giống nhau là được. Thì em nhập từ XML ấy, đúng không? Rồi. Đấy, thấy chưa? Nhanh không? Nhập từ XML thành công, đóng lại. Đấy, cho nên hôm qua là cái dữ liệu MISA của em là trên MISA 2020. Mà MISA 2020 thì không có mẫu tương thích với MISA 2023 và với HTKK của năm 2023 hiện tại, đúng không? Cho nên chị sẽ lấy cái dữ liệu đó, cách một, cài một cái MISA 2023 trên máy tính của em nhá, chuyển đổi từ MISA 2020 sang MISA 2023 đó, rồi đưa ra cái file XML này để tạo ngoài màn hình. Tại sao chị không lấy luôn cái file XML đấy mà nộp cho em luôn, mà lại phải export vào phần mềm HTKK làm gì, đúng không? Thì bởi vì là chị đang dùng cái phần mềm MISA của bên chị, đúng không? Cho nên nó là tên của bên chị thì chị phải export vào để đưa lên HTKK, để đưa thành tên của công ty em. Phải không nào? Đấy, thế còn sổ sách mọi vấn đề thì vẫn làm trên MISA 2020 của em bình thường nhá. Thế còn nếu mà giả sử như mình muốn nâng cấp lên thì mình liên hệ bên MISA ấy, họ sẽ nâng cấp lên MISA 2023 cho em. Ok. Rồi. MISA 2023 có bản off không chị, hay là toàn Có chứ, online? có nhá. Ừ, có bản đó. Rồi ok, cái này cái vấn đề đó em sẽ liên hệ bên Visa sau đi. Còn bây giờ này, thật ra thì bây giờ mình phải có cách đó, khi mà mình học với chị xong mình thấy là mình sẽ dùng những cái kỹ năng để làm cho nó nhanh, chứ không phải là ngồi mình cái nhập tay như thế này ấy. Lên đó có nhiều bạn không học, sau đó học xong bảo ô hay thế, bởi vì là mình lại nhập được lên như thế này chứ không có mà bảo là phương án ngồi em ngồi làm tay thì chắc đến bao giờ cho xong, mà nó không đúng Vâng, nhá. Rồi, dễ sai sót. dễ sai sót lắm, đúng rồi. Bây giờ nhá, vì dữ liệu mà em tạo ra ấy để chị dạy, mà hôm chị em mình có tách dữ liệu ấy, đúng không? Mình có dữ liệu từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 ra. Vậy thì trên cơ sở dữ liệu của em là tính từ mùng 1 tháng 1 2023 thôi, đâu có dữ liệu của năm 2022 đâu. Cho nên phần mềm sẽ không hề lấy được doanh thu giả vốn chi phí của năm 2022 lên đây. Trong trường hợp mà công ty em mới tạo dữ liệu mới của MISA hoặc tách từ một dữ liệu của các năm riêng một năm 2023 thì dữ liệu này em phải lên trên hệ thống thuế điện tử ấy, tải cho chị cái báo cáo tài chính năm 2022 về, và em sẽ gắn các cái thông tin đấy trên báo cáo tài chính của năm 2022 lên trên chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh nhá, chứ tránh trường hợp là như thế này nộp là không được, bị thiếu mất cái thông tin được nào, đúng không? Em hiểu ý chị chưa? Còn cái dữ liệu mà chị dạy cho em khóa sổ, chốt sổ là cả mọi dữ liệu chị đã kiểm soát hết số dư đúng của năm 2023 rồi, thì sau khi em nộp báo cáo tài chính em khóa sổ cho chị năm 2023 lại. Mục đích của việc khóa sổ là để mình không động chạm gì để làm chạy cái dữ liệu của năm 2023 ấy, mà mình đã nộp báo cáo tài chính nhá. Thứ nhất, khi làm xong, một là phải sao lưu cho chị một bản. Em biết cách sao lưu rồi đúng không? Tí là chị sẽ dạy tiếp này. Thứ nhất, em phải sao lưu cho chị một bản nhá, và em tạo cho chị một folder, em đẩy lên Google Drive ấy, ghi dữ liệu MISA đã chốt báo cáo tài chính 2023. Vì sao? Nhỡ ra em có động tay ấy, em quên khóa sổ, em có động tay vào và nhỡ nó chạy dữ liệu thì em vẫn còn cái dữ liệu ấy mà em đã chốt sổ báo cáo tài chính. Trường hợp này rất là hy hữu xảy ra, nhưng có ấy, nhá. Có. Với các bạn dùng MISA offline thì ít hơn, ít bị lỗi này hơn, còn các bạn dùng MISA online mà cấp một tài khoản admin cấp cho nhiều bạn cùng vào ấy
mà cuối năm không khóa sổ lại, không khóa sổ lại là bị hiện tượng là báo cáo tài chính xong rồi nhưng lại quay ra ai chỉnh sửa một tí thôi, lệch một tí thôi là mình đã tìm mệt người rồi nhá. Cho nên là lưu ý vậy. Cách khóa sổ này vào hệ thống này, Chị ghi video này là ok chị có thì có buổi học nào chị không ghi cho em đâu, mà phải dặn chị sẽ soạn khóa sổ, ngày khóa sổ là 31 tháng 12 năm 2023 lại đúng không em, khóa lại cho chị này. Rồi giờ nhá, không ai động đến dữ liệu 2023 nhá, không động đến nữa. Nhưng mà trừ khi em lại muốn rửa thì em phải vào nghiệp vụ tổng hợp bỏ khóa sổ về 31 tháng 12 năm 2022 đó nhá, bỏ khóa sổ, bỏ khóa sổ thì mới xử lý được vấn đề. Thứ nhất là vấn đề khóa sổ, thứ hai là vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu. Là một người kế toán thì phải hiểu được dữ liệu của mình đang ở đâu đúng không, chứ không thì bây giờ mình cứ làm xong rồi mình cứ đóng đóng và phần mềm mỗi lần đóng cứ bảo là có đồng ý hay không, cứ có thôi, nhưng bản thân mình không hiểu được mình đang sao lưu ở ổ nào và muốn phục hồi nó ra làm sao thì mình không biết. Thì bây giờ em vào phần hệ thống này, tùy chọn đây có cái mục số 9 đây này nhá, đó là mục sao lưu. Em thấy ngay buổi học đầu tiên chị có bảo em vào hệ thống tùy chọn không, có nhớ được không đấy? Rồi chị có bảo em bỏ cái hạn chế, thứ nhất là ở phần tùy chọn riêng bỏ hạn chế khi nhập tài khoản đi, thứ hai là trong này nó có chứa tất cả những gì mình muốn xem. Chị ví dụ như ở phần hiện thị các nghiệp vụ có những dữ liệu của các bạn kế toán nhá, rõ ràng là công ty dịch vụ nhưng nghĩ rằng bên mình là dịch vụ không tính giá thành đâu, thế là ẩn luôn phân hệ giá thành là không được, thì chị lại phải vào đây lôi phân hệ giá thành lên cho các bạn, thấy chưa, đó lôi phân hệ giá thành lên này. À, thêm muốn xem các cái phần tùy chọn chung này này thì nó sẽ có những cái vấn đề liên quan, là các thông tin liên quan mình có thể xem, ví dụ như ở đây là có vào kho nữa này đó, ví dụ như có được mình ở đây là cho phép hay là không cho phép xuất quá số lượng tồn kho thì ở đây này được chưa. Nhưng mà nói chung là mình không được cho phép xuất quá số lượng tồn kho. Ẩn hiện nghiệp vụ thì ở đây, còn sao lưu dữ liệu thì ở đây nhá. Sao lưu dữ liệu này thì khi đầu tiên mà em cài Misa ấy, Misa nó sẽ tự sinh ra cho em một cái ổ D chứa tất cả dữ liệu Misa của em nhé. Đây chị vào ổ D của em này, ổ D này là bình thường ấy, là nó nằm ở trong ổ D Misa 2020 của em này, bấm chữ data này thấy chưa, đây này phải là cái đuôi MBK này thì mình mới phục hồi lại được này. Thì ngay bản thân hôm nọ ấy, chị đã đổi lại đường link gen thấy chưa, chị đổi này chị bấm vào đây, tức là chị để luôn ở ngoài ổ D luôn, chị không đi sâu vào trong nữa thấy chưa, chị đồng ý này đó. Thì có phải hôm qua chị có bảo em là vào đây đóng lại có sao lưu hay không đấy, Có. nếu mình bấm vào không sao lưu là mình sẽ không lưu được đâu, nhỡ ra máy tính mà mình có vấn đề gì ấy, đúng không, thì mình không có cái gì để phục hồi cả, rất là mệt đó. Nên lưu ý là phải sao lưu dữ liệu lại cho chị cho nó an toàn. Thế thì khi sao lưu xong thì em mới vào ổ D đây này, đây ổ D này đó, đây này có phải không, hay là ngày 19 đúng không, tháng 3 thì em xem file nào là ngày đây, ngày 19 tháng 3 đây này, MBK nhá, không phải là MBZ đâu. Thì em sẽ lưu cái file này lại cho chị. Đó, nhắn nó lại nhá. Được chưa? Nhắn nó lại này. Và để cẩn thận hơn thì làm một cái folder ấy. Được chưa? Data Visa. Đó, chốt. Báo cáo tài chính ấy. 2023. Được chưa? Công ty ABC gì đó. Nếu làm nhiều công ty, cứ làm cho chị như thế. Thì đảm bảo không bao giờ em lo sợ vấn đề ấy. Máy móc có làm sao? Người nhiều khi còn ốm, hoặc huống chi là máy. Đúng không? Thế là nhiều bạn, thực sự nhiều bạn là khi học quá trình học chị đã dạy rất cẩn thận rồi, nhưng sau một thời gian chi ôi em mất hết dữ liệu rồi, em do em không máy tính của em hỏng ấy, em không sao lưu lên driver ấy, mất hết dữ liệu chị, thật sự lúc đấy rất là buồn nhá. Cho nên tốt nhất là phải cẩn thận. Rồi cái thứ hai là cái dữ liệu này này em lên trên thuế điện tử ấy, tải báo cáo tài chính năm ngoái về ấy, điền tất cả các thông tin đấy năm trước lên đây chị nhá, điền xong thì gọi lại chị để chị hướng dẫn hoàn thiện nốt báo cáo tài chính 2023 chị. ok chưa. Ok. Bây giờ căn cứ trên bộ báo cáo này mình sẽ lấy cho chị các thông tin nhá. Chị ví dụ này, năm nay số liệu doanh thu của năm nay mình căn trong C này, cái này thì mình phải làm tay thôi, đến đây mình không export được rồi nhá, không thể tải được nữa đó, nhưng mà nó cũng chỉ có một số thông tin thôi mà, được chưa, đấy căn C rồi tiếp tục em làm cho chị nhá. Ok nhá, sau đó này phần lưu chuyển tiền tệ ấy, số dư của nó khớp rồi, ok bây giờ mình nhấn đi này, em làm cho chị nốt đây, lấy tất cả các cổ số dư ở trên cái phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ này, ví dụ chỉ tiêu 01 đây căn C này đưa vào nốt cho hoàn chỉnh cho chị nhé. Ok copy xong bảo chị rồi, như vậy đây là một cái bộ báo cáo tài chính năm 2023 ấy, đã hoàn chỉnh ở đấy em nhé. Đấy, và nhiệm vụ của em bây giờ là kết xuất nó ra dưới dạng XML này là để nộp cho cơ quan thuế rồi, em biết rồi đúng không, còn dưới dạng Excel này thì ví dụ như em có làm báo cáo tài chính ấy hay vốn ấy,
thì em kết xuất theo mấy dưới dạng Excel để gửi đi. Còn đối với thuế thì chỉ cần mỗi báo cáo tài chính này thôi. Ok, như vậy là bộ báo cáo tài chính của em bao gồm báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cộng với quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hôm qua mình chị em mình cũng đưa vào rồi. Rồi ok, bây giờ nộp nhá. Vào trang thuế điện tử đi. Chị em mình là phát là khá là nhìn kỹ rồi. Giờ chỉ có đưa ra để nộp thôi. Em vào trang thuế điện tử chỉ hướng dẫn cách nộp luôn. Sẽ nộp theo trình tự là bộ báo cáo tài chính nộp trước, rồi nộp thuyết minh báo cáo tài chính, sau đó là quyết toán thuế thu nhập mẫu 03, rồi mới đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân.